Chào mừng anh chị và các bạn quay trở lại kênh của xe đạp giá sỉ. Hôm nay em lại có một cái mẫu mới, giá cả rất là hợp lý và cấu hình tốt, xe đẹp mọi người này. Con này là Catani X8 do hãng Catani người ta mới ra mắt. Cái mẫu này em vừa lắp lên xong thì em thấy rất là ổn này mọi người này. Chỉ có 4,5 triệu thôi, 4,5 triệu. Mà nó được cái dáng địa hình này rất là đẹp này. Cái dáng này em thấy rất là đẹp. Và cái tư thế xuống xe, lái xe của nó cũng rất là thấp như mọi người nhé. Nó vừa phải, nó hợp lý. Như thế này thì chiều cao như thế này thì có thể là 1m5 mấy, 1m6 là chạy được rồi. Xe thì xe là kể cả là có thể là 1m7 vẫn chạy được mọi người nhé. Ở cái tay lái kia nó rất là cao này. Rồi nếu mà chiều cao lên thì mình sẽ tăng yên lên một chút. Mình sẽ tăng yên lên, hoặc là nếu mà thấp quá thì mình sẽ cho yên xuống nha mọi người nhé. 4,5 triệu thôi. Và cái khung này đẹp, khung này Catani X8. Khung này đẹp này mọi người này. Dáng khung đẹp, nước sơn đẹp, phối tem đẹp. Khung nhôm đấy mọi người. Và đi vỏ Kenda 27.5 nhé. Đi vỏ Kenda 275. Bánh trước bánh sau 275 này. Rồi nó sử dụng là được tay đè Shimano này, kết hợp cùng tay thắng này, 7 líp và 3 đĩa, 7 líp 3 đĩa nha mọi người nhé. 7 líp 3 đĩa. Rồi tay đè, tay thắng là Shimano này. Rồi gạt đĩa là sử dụng là Shimano Tunei luôn này. 3 đĩa này, giò dĩa Proel này. Ồ, bàn đạp nhôm luôn này, bàn đạp nhôm nhé mọi người nhé, không phải là những cái bàn đạp thường mà xấu theo xe đâu. Đây là bàn đạp đẹp luôn này, Catani X8. Rồi cùi đè líp là Shimano Tunei. Cái bản mà bằng sắt ở đây này mọi người này, bằng thép ở đây này, chứ không phải cái bản nhựa rẻ tiền đâu nhé. Rồi líp này, líp là líp của Shimano luôn, líp 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, líp vặn 7 nhé mọi người. Đùm này, đùm nhôm này, lắp đùm nhôm luôn. Đùm nhôm nó kêu nhỏ nhỏ vừa vừa thôi, không có kêu nổ to. Nhưng mà bạc đạn trước sau hết này, bạc đạn trước sau hết cho mọi người nhé. Đấy, sử dụng ti bật khóa mở nhanh và bạc đạn trước sau hết. Mọi người nhìn thấy bạc đạn luôn này. Đấy, bạc đạn đùm nhôm trước sau là đùm nhôm hết luôn. Yên đẹp, bàn đạp đẹp, dáng đẹp này. Được 1, 2, 3 4 món Shimano này. Giò dĩa thì Proel này. Giò dĩa Proel nhé mọi người nhé. Vỏ Kenda 275. Mà niền nhôm là, niền nhôm này là 2 phân. Niền nhôm này 2 phân. Đấy. Vỏ của nó, thông số của nó là 2.1 nhé mọi người nhé. 2.1 có gai. Xe rất là đẹp luôn, giá hợp lý, giá rẻ luôn đấy mọi người. 4,5 triệu thì quá rẻ rồi. Các anh chị và các bạn tầm chiều cao thì cứ vừa vừa phải phải thôi thì làm mét trên dưới 1m7 một chút, kể cả thậm chí là 1m55 vẫn chạy mẫu này được luôn. Bởi vì nó làm cái dáng rất là dễ chạy luôn mọi người. Em thấy cái dáng này rất là dễ chạy luôn. Dáng dễ chạy quá nên là em mới quay lên cho mọi người. Mẫu này đẹp này. Mọi người mà có cao hơn một chút, 1m7 thì lên yên. Mà mét thấp hơn 1m55 là 1m55 thì mọi người xuống yên nhé. Hoàn toàn đi được luôn. Đấy, cái này là thấp rồi. Cái này là thấp rồi. Tay lái cao, tư thế ngồi thoải mái này. Mọi người có nhu cầu mua hàng liên hệ với em nhé. Nó về 6 màu luôn mọi người. Mẫu mới nhất, hàng đẹp. Mẫu mới nhất, hàng đẹp luôn. Còn nhiều màu lắm, em thấy đẹp em sẽ quay lên cho mọi người từ từ. Mọi người liên hệ qua số là 0706198999 hoặc là ghé trực tiếp là 98/11 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nhé. Mẫu này đẹp mọi người ạ. Thắng đĩa trước sau luôn. Rồi, em cảm ơn mọi người.